lộ diện hai đội vào chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 6, Ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, DIP 2023 đã chính thức công bố danh sách hai đội pháo hoa lọt vào chung kết sau 4 đêm thi kịch tính với chất lượng các đội đều được đánh giá cao. Theo đó, sau 4 đêm thi, vượt qua những đối thủ nặng ký, hai đội có điểm số cao nhất là đội Pháp và Ý sẽ cùng so tài để tranh ngôi vị quán quân DIP 2023 trong đêm chủ đề thế giới không khoảng cách. Điểm số trên được ban giám khảo đánh giá trên bộ tiêu chí khắt khe gồm tính độc đáo, ý tưởng và chủ đề của màn trình diễn, sự phong phú, đa dạng về hiệu ứng và cường độ của màu sắc, quy mô và chất lượng của màn trình diễn, khả năng tận dụng sáng tạo khu vực bắn, âm nhạc, sự đồng bộ giữa âm nhạc và phần trình diễn, phần kết thúc và ấn tượng chung của màn trình diễn. Lựa chọn đội Pháp và Ý vào chung kết là một quyết định vô cùng khó khăn đối với ban giám khảo bởi sau 4 đêm thi với các chủ đề hòa bình cho nhân loại, tình yêu không biên giới, chinh phục những giấc mơ, vũ điệu của thiên nhiên, cả 8 đội tham gia DIP năm nay gồm Việt Nam, Phần Lan, Canada, Pháp, Úc, Ý, Ba Lan, Anh đều đã thể hiện sức sáng tạo vô tận và để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả với những màn trình diễn pháo hoa vô cùng mãn nhãn. Đội Pháp sẽ so tài với đội Ý trong đêm chung kết. Thực sự cả 8 đội đều rất tuyệt vời, từ chất lượng biểu diễn, âm nhạc, kỹ thuật bắn cho đến bố cục, bà Ngô, Thị Kim Yến. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức DIP 2023 chia sẻ. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh kiêm Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, thành viên ban giám khảo DIP 2023 nhận định. So với 10 lần trước mà Đà Nẵng tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế, có thể nói lần này đã có một sự phát triển về chất lượng. Chất lượng được nâng lên nhiều, kể cả đội Việt Nam cũng tiến bộ hơn. Màn trình diễn pháo hoa của đội Ý. Đêm chung kết DIP 2023 sẽ là một thách thức lớn đối với hai đội Pháp và Ý. Bởi theo bà Nadia Sakiragong, giám đốc công ty tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000, nhà sản xuất sự kiện DIP 2023, cố vấn ban giám khảo, hai đội sẽ chỉ có 2 tuần để chuẩn bị cho buổi trình diễn, trong khi phần trình diễn vừa rồi đã được các đội chuẩn bị trong vòng 3 tháng. Và đêm chung kết, các đội phải sử dụng danh sách pháo hoa mà ban tổ chức lựa chọn chứ không được tự chuẩn bị như trước đây. Điều này càng gia tăng thách thức cho các đội. Ngoài ra, các đội vào đêm chung kết sẽ bắt buộc sử dụng một bài hát tiếng Việt do ban tổ chức chọn. Điều này là để tăng thêm phần hấp dẫn và đánh giá việc phân tích và sự chuẩn bị của các đội. Theo ban giám khảo DIP 2023, chất lượng của các đội tham gia được nâng lên nhiều so với những mùa trước. Với những màn trình diễn đẳng cấp, chất lượng từ các đội tham gia DIP 2023, ban tổ chức DIP 2023 đã quyết định nâng gấp đôi giá trị giải thưởng. Đội quán quân sẽ nhận được phần thưởng trị giá 20.000 USD cùng cúp và giấy chứng nhận. Đội á quân sẽ nhận được phần thưởng trị giá 10.000 USD cùng cúp và giấy chứng nhận. Ngoài hai giải nhất và nhì, DIP năm nay sẽ trao thêm hai giải thưởng phụ gồm giải sáng tạo và giải được khán giả yêu thích nhất. Mỗi giải trị giá 3.000 USD và giấy chứng nhận. Các giải thưởng sẽ được công bố và trao ngay sau khi kết thúc phần trình diễn vào đêm chung kết. Tại buổi công bố, ban tổ chức DIP 2023 cũng đã thực hiện bốc thăm thứ tự bắn cho hai đội trong đêm chung kết tối mùng 8 tháng 7 tới. Theo đó, đội Ý sẽ bắn trước và màn pháo hoa của đội Pháp sẽ khép lại mùa lễ hội pháo quốc tế Đà Nẵng 2023 nhiều ấn tượng.